Quân này. Quân này với quân này. Với quân này giống nhau. Được chưa? Ba loại quần giống nhau. Áo này với áo này giống nhau. Được chưa? Giống nhau 100%. Chỉ thay đổi hành bìa, không có vấn đề gì hết. Lúc đấy tôi quên không trả lời một câu hỏi của mọi người, đó là trong trường hợp mà mình là một shop mới mà chỉ có 5 đến 10 sản phẩm, làm thế nào để mình có được một cái shop mà nhìn nó đa dạng sản phẩm, nhìn nó hoành tráng về số lượng sản phẩm, đúng không ạ? Thì tôi chia sẻ với anh chị em một số cái phương cách để tôi có thể nhân bản sản phẩm lên, và rất nhiều các shop lớn cũng đều làm như vậy. Bất kỳ shop lớn nào cũng hầu như họ cũng đều làm như vậy hết, đó là họ nhân bản sản phẩm lên, đúng chưa ạ? Thì đây là chúng ta sẽ có phương pháp nhân bản sản phẩm. Phương pháp nhân bản. Phương pháp nhân bản sản phẩm. Thì khi mà anh chị em mà chúng ta có một shop đa dạng sản phẩm, thì khi hàng người ta vào truy cập vào shop chúng ta thì họ sẽ dễ, tức là họ có dễ có cảm xúc với cái shop của chúng ta hơn. Người ta vào shop chúng ta mà chỉ thấy có lèo tèo vài sản phẩm thôi thì họ cũng có cái xu hướng là dễ thoát ra, được chưa ạ? Nên chúng ta sẽ nhân bản sản phẩm, vì là nếu chúng ta mà đầu tư ra một lúc nhiều sản phẩm thì có khả năng sẽ dẫn đến bị tồn kho, và nhiều cái bị về tồn kho này, bị về mặt nhiều, tối với nhiều về mặt chi phí. Do đó chúng ta khi chỉ có 5 đến 10 sản phẩm thì chúng ta sẽ nhân bản thành mỗi một sản phẩm, ví dụ 10 sản phẩm, mỗi sản phẩm chúng ta nhân bản thành thêm 2 sản phẩm nữa, tức là gì ạ? Một sản phẩm thì cốc chúng ta sẽ có 3 sản phẩm. Dành là sẽ có một shop là 30 sản phẩm, để nhìn shop chúng ta sẽ rất là hoành tráng, đúng không ạ? Và nhân bản sản phẩm thì sẽ bị Shopee họ họ cấm vì lý do đó là spam. Nhưng mà để cái mà có thể cấu thành được một sản phẩm đó là bao gồm những cái gì ạ? Chúng ta sẽ có thể phân biệt một sản phẩm khác với sản phẩm khác là từ gì ạ? Thứ nhất là vấn đề về hình ảnh, đúng không ạ? Thứ hai là tiêu đề, thứ ba là nội dung. Và máy quét của Shopee họ cũng chỉ quét được như vậy thôi, được chưa? Chúng ta sẽ nhân bản sản phẩm bằng cách là thay đổi một chút về tiêu đề, thay đổi một chút về nội dung và thay đổi một chút hình ảnh là xong. Như Tú thì Tú làm một cách đó là Tú tạo ra gì ạ? Thứ nhất là hình ảnh. Thứ nhất là hình ảnh. Tú thay đổi kiểu cách chụp của một sản phẩm. Ví dụ một hình ảnh Tú tạo ra nhiều phong cách chụp khác nhau. Một bộ ảnh là ảnh mẫu mặc, một bộ ảnh là ảnh chụp dài dưới sàn nhà, và một bộ ảnh là mẫu ảnh chụp treo trên tường. Tạo ra ba bộ ảnh khác nhau. Đấy là phương pháp thứ nhất, là phương pháp tốt nhất, được chưa? Phương pháp thứ hai tức là gì ạ? Mình không có nhiều nguồn lực về hình ảnh thì Tú thay đổi ảnh bìa, được chưa? Thì tôi vẫn đang làm như vậy. Tí nữa tôi sẽ show cho mọi người là tôi đã làm như thế nào. Sản phẩm nào cũng nhân bản 2 đến 3 sản phẩm, thay đổi ảnh bìa là xong. Bởi vì Shopee, máy của Shopee kể cả tăng, kể cả chuẩn SEO, kể cả là về cái việc là đánh giá một sản phẩm, thì cái ảnh bìa thay đổi là xong, được chưa? Thứ nhất đó là gì ạ? Tạo ra nhiều bộ ảnh, và thứ hai là thay đổi ảnh bìa. Còn cái yếu tố thứ hai đó là tiêu đề, đúng không ạ? Rõ ràng tên, tên khác thì nó là sản phẩm khác. Tên khác nó là sản phẩm khác. Hai người giống nhau đúc nhưng mà tên họ khác nhau thì họ là hai người khác nhau. Chứng minh thư nhân dân nó cũng chỉ hiển thị cái tên, đúng không ạ? Tên khác. Vậy thì rõ ràng là một sản phẩm ngay cả khi là có cùng kiểu dáng, cùng tất cả mọi thứ giống nhau về bên ngoài nhưng mà chất lượng nó khác nhau, tức là bên trong nó khác nhau, nó là khác nhau rồi. Và cái định định danh ra nó là khác với người cái khác là do cái tên, được chưa ạ? Anh em đặt tên nó khác đi là xong. Và trên gì ạ? Từng gì ạ? Mỗi cái từ nó khác nhau thì nó là khác rồi. Được chưa? Tiêu đề khác, và thứ ba là gì ạ? Nội dung. Thay đổi nội dung. Thay đổi nội dung. Thay đổi một chút ở phần nội dung trở thành gì ạ? Sản phẩm khác. Và do đó thì cho ạ,
Khi chúng ta làm nhân bản như thế này thì chúng ta sẽ có một số những cái lợi ích sau. Thứ nhất là giúp cho gian hàng chúng ta trở nên nó đa dạng hơn, giúp gian hàng chúng ta trở nên nó lớn hơn và khách hàng có thể dễ dàng ở lại gian hàng của chúng ta. Thứ hai, khi chúng ta thay đổi ảnh bìa, chúng ta có thể là test được xem ảnh bìa nào có nhiều lượt tương tác hơn. Tại vì ảnh bìa quan trọng ạ, cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta tăng được tỷ lệ CTR, tức tỷ lệ click của khách hàng. Cùng là một kiểu chụp nhưng đối với cái hình ảnh màu này thì khách hàng lại dễ tương tác hơn màu kia. Được chưa? Không biết là màu trắng tốt hay màu đen tốt thì chúng ta sẽ có nhiều loại ảnh của ảnh khác nhau. Thứ ba là chúng ta sẽ test được xem là nếu chúng ta có thể có khả năng để tạo ra được nhiều bộ ảnh thì chúng ta sẽ là sao? Test được là bộ ảnh như thế nào thì phù hợp với khách hàng. Được chưa? Và rõ ràng cái vấn đề liên quan đến test phần nội dung là rất là quan trọng. Nội dung là gì ạ? Là content, king content. Và khi chúng ta làm như này chúng ta sẽ test được phần nội dung. Đó. Thì đấy là những cái lợi ích mà chúng ta cần phải có phương pháp nhân bản, đặc biệt là đối với những shop mới. Ví dụ như shop cũ chẳng hạn. Mình quản lý mã tồn thì quản lý mã tồn nó sẽ quản lý bằng SKU. SKU giống nhau, được chưa? Bằng mã sản phẩm và SKU thì giống nhau. Tức là shop bây giờ còn không quản lý cả cái việc là shop có nhập SKU hay không. Còn mình vẫn để mã sản phẩm và SKU giống nhau. Còn những cái tiền tố đằng trước nó khác nhau thôi. Một cái là cao cấp, một cái là thời trang. Nhưng mà cùng một mã sản phẩm, ok. Nó là cao cấp và thời trang, hai cái khác nhau. Hoặc là gì ạ, nó là cao cấp, một cái là đẹp. Thì nó cũng là hai sản phẩm khác nhau. Tên nó khác nhau. Ví dụ như shop của Tú, ví dụ như là AT chẳng hạn, mã AT02 chẳng hạn. AT01 Sợt. Tên một số mã cũ Tú ẩn mất ẩn đi. Nhưng mọi người có thể thấy rằng sẽ có hai cái bộ như thế này đúng không ạ? Ba bộ đúng không ạ? Bộ. Bộ đây. Ba bộ giống nhau. Được chưa? Ba bộ này giống nhau nhưng mà gì ạ? Ảnh bìa nó khác nhau thôi. Được chưa? Có nhiều rất nhiều sản phẩm của Tú là gì ạ? Là nhân bản lên. Và vì là hiện tại Tú cũng chia sẻ với anh chị em rằng Tú sẽ thay đổi hoàn toàn về cái shop. Nên là làm sao ạ? Tức là các sản phẩm cũ sẽ bị là sẽ bị thay thế với sản phẩm mới và bị ẩn đi. Mặc dù là nó đang bán được rất nhiều số bán. Ví dụ như hai sản phẩm này. Tú chỉ thay đổi cái ảnh bìa thôi. Được chưa? Và thay đổi tên đúng không ạ? Một cái là bộ thể thao nam mùa hè trung trẻ trung năng động, còn một cái là bộ thể thao nam đồ bộ quần áo mùa hè cộng tay. Được chưa? Thay đổi tên. À, Zoom chưa có đúng không? Sorry. Đây. Mọi người nhìn này. Ví dụ như là gì ạ? Đây. Hai bộ như thế này. Đúng chưa? Hai đồ bộ này. Bộ này với bộ này giống nhau. Với bộ này giống nhau. Ba bộ giống nhau. Đây là những sản phẩm mới. Quần này giống nhau. Được chưa? Ba loại quần giống nhau. Áo này với áo này giống nhau. Được chưa? Giống nhau 100%. Chỉ thay đổi ảnh bìa, không có vấn đề gì hết. À, anh mới đổi địa chỉ sang Hồ Chí Minh.
kho đưa đầy thẳng kho về Hồ Chí Minh là gì? Dropship. Mình không cần vận hành nữa, bởi vì làm sao ạ? Cái việc mình bỏ đầu tư ra, mình sản xuất rất nhiều sản phẩm chất lượng cao như này, tốn rất nhiều chi phí. Thì Tú dùng một phương án ở trong một chiến lược trong Eagle Game, đó là Joint Venture, hợp tác với một thương hiệu có sẵn, đã nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, có chuỗi rất nhiều cửa hàng offline. Và Tú đứng lên sẽ xây dựng một cái đế chế online cho bạn đấy và xây dựng chuỗi cửa hàng ở ngoài Hà Nội. Thì đây là những cái bước hợp tác thì Tú sẽ trở thành là co-founder luôn của bên này luôn. Mình không cần bỏ quá nhiều công sức để mình, và mình cũng sẽ học được rất nhiều từ bạn bạn bên bạn Casa này. Bạn này có kinh nghiệm về làm thương hiệu và rất nhiều thứ khác. Đúng rồi. Nó là một dạng joint venture. Anh chị em giống như là gì ạ? Anh chị em làm dropship. Giống như vậy. Và đây hiện tại tôi cũng giống như kiểu một dropship thôi. Thì các bạn làm dropship thì mình sẽ có cơ hội là mình sẽ bị giảm thiểu được rủi ro về cái việc là tồn hàng, tồn kho. Giảm thiểu rủi ro về cái việc là vấn đề thời gian, mà mình chỉ tập trung vào một những cái kỹ năng quan trọng mà mình đang muốn học hỏi, đang muốn phát triển, đó là marketing và bán hàng. Đấy là một trong những chiến lược trong Eagle Game. Và rất nhiều anh chị em cũng đang làm. Ví dụ như là anh Huy ghế Fuji ấy, cũng là hợp tác với bên Fuji. Cũng từ Zero to Hero, ngày xưa là bốc vác, bây giờ trở thành ông chủ 5-6 cửa hàng của Fuji, kiểu như vậy. Có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ. Nhiều lắm, nhiều cái việc chuyện hợp tác này là rất là lớn, là phổ biến. Ví dụ như là kể cả là ví dụ như anh Thi với anh Nam chẳng hạn, cũng đang hợp tác là làm ra những chuỗi spa này của Lassimi này. Cái này thì tức là hiện tại bây giờ đang có sẵn sản phẩm để em đưa lên. Còn sau này thì em sẽ thay đổi, lại tiếp tục đưa thêm nhiều cái dòng sản phẩm khác. Nó giống như là một dòng sản phẩm. Sau đó tiếp tục mình lại đưa thêm những cái thương hiệu khác vào nữa, chứ không phải là mỗi một cái này. Nó giống như đúng là vẫn như trên cơ sở hợp tác. Vẫn là Favity, cái này vẫn là Favity, nhưng mà nó là dòng sản phẩm Casa. Xong lại tiếp tục lại dòng sản phẩm khác nữa sẽ được đưa vào. Có shop mall, nhưng mà Tú phát triển ở cái shop shop mall thì hiện tại nó vẫn đang là sản phẩm của bên Favity. Thực tế là sản phẩm Favity thì nhà Tú thì cũng gần như là chỉ còn một số ít sản phẩm là mùa đông thôi. Mùa hè là Tú sạch sẽ rồi, để mình đẩy những dòng sản phẩm mới vào thay đổi hoàn toàn. Kiểu như vậy. Và đây là shop mall. Đúng rồi. Nó giống như là đúng rồi, giống như kiểu là bên 192 chẳng hạn, họ cũng đang làm những cái giống như vậy. Payton by 192. Rồi 192 ngày xưa là 192, nhưng mà không bảo hộ được 192, nên là họ bắt đầu lại thay đổi tên thương hiệu. Đó để cho mọi người thấy rằng là khi mình không làm chuẩn ngay từ đầu thì mình sẽ phải trả giá. Giống như Tú đã từng trả giá một lần, giờ tiếp tục trả giá lần thứ hai. Là gì ạ? Ngày xưa tên của Tú cũng không phải Favity, mà nó là Land Shop. Và Tú đã từng ngày xưa cái thời điểm mà Tú chạy quảng cáo hàng mấy chục triệu một ngày mà bán áo len ấy, là cũng là từ len, là cái thương hiệu Land Shop, mà hiện tại nó vẫn là Land Shop ở trên Facebook. Được chưa ạ? Thì lúc sang Shopee cái thì là bắt đầu mình Land Shop không bảo hộ được, mình đổi tên lung tung. Xong cuối cùng đổi sang Favity thì là mất đi một lượng khách hàng của Land Shop, bởi vì thực tế là trên Facebook, ở trên Shopee vẫn có 4.000 đến 5.000 lượt tìm kiếm một ngày, à một tháng từ lên khóa Land Shop. Đó mới mất ngay một lượng khách hàng như vậy. Thì ông dùng 92 này cũng gây dựng ra đến vài trăm nghìn lượt follow xong lại đổi tên. Ông Poloman cũng tương tự, Poloman không bảo hộ được, lại phải đổi tên thành Happy House. Tốn rất nhiều chi phí, công sức để build một cái tên thương hiệu lên mà cuối cùng không bảo hộ được, phải đổi tên. Nên anh chị em hết sức lưu ý là chúng ta phải làm chuẩn chỉ. Được chưa ạ? Nghĩ là những công việc đấy nó đơn giản nhưng thực tế nó rất là quan trọng nếu như anh chị em muốn phát triển lâu dài. Đây, thì ông này cũng chuyển sang Payton, quần short dạng Payton. Thì nó như vậy thôi, được chưa ạ?
Đây. Ví dụ như bên cái này là có kia có một cái là sweater, một cái là đường. Ví dụ như dầu 92 cũng có khá nhiều sản phẩm họ nhân bản lên, được chưa ạ? Anh chị em có thể kỳ vọng người vào những cái sản phẩm, tất cả sản phẩm của họ, họ cũng nhân bản rất nhiều sản phẩm. Vizero. Vizero. Vizero này mới gọi là lằng ngoằng này. Ngày xưa bạn này này tên là cái gì ấy, không phải là Vizero. Xong nó đổi tên thành thành Vizero, xong rồi đặt tên là Aviano. Đây, ví dụ như phẩm này, 1 2 3. Ba sản phẩm này giống nhau. Nhưng mà bạn ấy chỉ đổi tên, đổi ảnh bìa thôi. À, hai cái này còn không bìa thôi. Ê, hai con này giống nhau này, đúng chưa? Chỉ đổi ảnh bìa thôi. Đó. Thì cách người ta làm là như vậy. Tên họ cũng chỉ thay đổi một chút thôi nha. Bộ quần áo thể thao nam có 4 màu phong cách Aviano. Thì đây là bộ quần áo thể thao nam nhiều màu của cổ thời trang. Đó, thì nó là như vậy. Và nhìn cái gian hàng nó vẫn đẹp đúng không ạ? Nếu như mà để ít sản phẩm quá thì gian hàng nó rất xấu. Nhưng mà vì là gì ạ? Gian hàng này là người ta gì? Giống như kiểu là người ta treo nhiều màu lên trên cái giá khi mình apply thì nó cũng như vậy thôi. Thì đây mình cũng là gì ạ? Treo nhiều màu lên trên cái gian hàng để nhìn cho nó đẹp. Đó. Ok anh chị em nắm được chưa ạ? Đơn giản đúng không ạ? Anh chị em ở trên Zoom mọi người ok chưa ạ? Về cái cách mà mình nhân bản shop của mình lên á. Anh chị em ok rồi có thể comment là ok ạ. Rồi. Đó là cách nhân bản. Được chưa ạ?